Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đến một ngọn thác có tên là Chaper. Tại sao thác nước này có tên là Chaper? Thác Chaper còn được người Rắc Lây gọi là thác bay. Người Chaper có một câu chuyện huyền thoại về thác nước này. Thác nước Chaper ẩn mình trong khu rừng nguyên sinh, ngày đêm nước đổ làm trắng xóa trời mây. Thác Chaper thuộc thôn Ma Lâm, xã Phước Tân, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Là ngọn thác mới được phát hiện và thu hút nhiều du khách thập phương đến tham quan. Từ thành phố Phan Giang theo quốc lộ 27 hướng lên Đà Lạt, đến ngã ba Ninh Bình, huyện Ninh Sơn, rẽ phải đi theo quốc lộ 27B đến thôn Ma Lâm. Từ đây, du khách phải đi bộ một đoạn đường đất đỏ nét bình dưới tán cây mát rượi của rừng già. Chừng vài phút, thác Chaper huyền ảo sẽ hiện ra trước mắt. Thác Chaper theo tiếng gọi người Rắc Lây là thác nước bay, mang trong mình câu chuyện thần thoại bí hiểm. Chuyện kể rằng ngày xưa người Rắc Lây thường đi lần theo các con suối, dòng nước để tìm đất trồng trọt. Có đôi vợ chồng nọ trên đường mưu sinh phát hiện một ngọn thác nhỏ. Họ ở lại và dựng nhà sàn sinh sống. Sau một thời gian, họ hạ sinh được một cô con gái và đặt tên là Chaper. Ngày qua ngày, cô gái Chaper càng lớn càng xinh đẹp, hát hay. Sắc đẹp của nàng khiến các chàng trai trong buôn làng say mê. Một ngày nọ, khi thần mặt trời đi vắng, thần mưa cho chút nước xuống trần gian. Mưa ngày này qua ngày khác, cuốn trôi hoa màu và cả đàn Chaper. Khi thần mặt trời và dân làng trở về thì đã quá muộn màng. Thương tiếc nàng, dân làng tìm đủ mọi cách vớt xác nhưng không thể. Trong lúc gần như tuyệt vọng, mọi người thấy hình ảnh nàng ẩn hiện trong ánh cầu vồng, mái tóc nàng buông theo dòng nước, giọng hát của nàng hòa lẫn tiếng thác đổ ầm vang. Thấy hiện tượng kỳ lạ và để tưởng nhớ người con gái xinh đẹp bạc mệnh, người dân bèn đặt tên cho dòng thác là Chaper. Thác Chaper có độ cao hơn 50m với bề ngang chân thác rộng khoảng 40m. Là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Ninh Thuận. Dưới tán lá xanh rì của khu rừng nguyên sinh, bạn sẽ lắng nghe tiếng thác nước chảy như tiếng hát của người con gái núi rừng. Dòng nước như dải lụa trắng mềm mại phủ lên những tảng đá của vách núi Ma Lâm. Bờ hồ là những gành đá phẳng lì nấp dưới tán cây kín đáo, dành đợi những tay phượt ham thích khám phá thiên nhiên hoang dã đến ngâm mình thưởng thức dòng nước mát lạnh. Sự quyến rũ của thác Chaper đang ngày một thu hút nhiều khách thập phương, mặc dù đường xá lên đây vẫn còn khó khăn. Một ngày ghé thác Chaper sẽ không đủ, du khách có thể xin ngủ nhờ nhà người Rắc Lây. Đêm đến, đốt lửa quây quần để nghe người Rắc Lây hát sử thi. Thưởng thức những món ăn đặc sản, nhâm nhi ché rượu cần của miền Sơn Cước là một cảm giác thú vị. Nếu thích, du khách có thể tận hưởng cảm giác ngủ nhà sàn, tĩnh tâm lắng nghe âm thanh của núi rừng như nỗi tâm sự của nàng Chaper xinh đẹp. Phía xa xa, tiếng đàn cha pi vọng về làm xốn sang lòng người, quên đi sự xô bồ của cuộc sống. Sáng hôm sau, bạn sẽ dành một buổi tham quan bẫy đá Pi Năng Tắc, công trình quân sự của anh hùng lực lượng vũ trang Pi Năng Tắc, người Giờ Á Xê Lây, ở huyện Bắc Ái, Ninh Thuận, thời kháng chiến chống Pháp. Bẫy đá Pi Năng Tắc được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2010. Huyện núi Bắc Ái, Ninh Thuận đang trở mình, ngày một thu hút nhiều du khách. Thác Chaper ẩn mình giữa rừng núi hoang vu, mang một huyền sử bí ẩn của người Rắc Lây đang trở thành một địa điểm du lịch đáng đến của tỉnh Ninh Thuận. Kênh Phong Cảnh Đẹp xin chúc các bạn xem video vui vẻ. Xem hết video các bạn đừng quên nhấn like cho mình nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo khi mình ra video mới nhất nhé. Một lần nữa xin chúc các bạn vui vẻ. Hãy chia sẻ video để mọi biết về Ninh Thuận của chúng ta nhé.
I think I'm overdosing.
Yeah.